Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh My History. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem tại sao đất nước Việt Nam lại thu hút khách du lịch đến vậy. Việt Nam, dải đất hình chữ S xinh đẹp, ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu đang chờ đón du khách khám phá. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đa dạng, từ những ngọn núi cao sừng sững, những cánh đồng lúa bát ngát đến những bãi biển thơ mộng và những di tích lịch sử lâu đời. Không chỉ vậy, Việt Nam còn thu hút khách du lịch đến bởi nền văn hóa độc đáo với những phong tục tập quán truyền thống và con người thân thiện, mến khách. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Việt Nam sở hữu một kho tàng cảnh quan thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, từ những ngọn núi cao hùng vĩ như Phan Xipan, Hoàng Liên Sơn đến những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài như đồng bằng sông Cửu Long, hay những bãi biển cát trắng trải dài như Nha Trang, núi Né, Phú Quốc, tất cả đều tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa phong phú. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu đời với nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận như Vịnh Hạ Long, khu di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, thành Nhà Hồ. Mỗi di sản đều mang di tích lịch sử văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho đất nước. Nền văn hóa đặc sắc. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán, lễ hội và trang phục truyền thống riêng biệt, tạo nên một nền văn hóa đa dạng và đặc sắc. Du khách đến với Việt Nam có cơ hội trải nghiệm những lễ hội truyền thống như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, lễ hội Hoa Đăng và thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng vùng miền. Con người thân thiện. Người Việt Nam nổi tiếng với sự thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách. Dù khách đến với Việt Nam luôn cảm nhận được sự ấm áp và nồng hậu của người dân địa phương. Ẩm thực Việt Nam là một trong những điểm thu hút du khách lớn nhất. Mỗi vùng miền đều có những món ăn đặc trưng riêng biệt, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và mang đậm hương vị quê hương. Dù khách đến với Việt Nam có cơ hội được thưởng thức những món ăn nổi tiếng như phở, bánh mì, bún chả, gỏi cuốn. Du lịch Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Du khách có cơ hội khám phá những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tìm hiểu về di sản văn hóa phong phú, trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc và thưởng thức những món ăn ngon. Còn rất nhiều điều về đất nước Việt Nam đang chờ các bạn khám phá. Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.